Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai khi trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Thân Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, kênh chuyên chia sẻ về mai vàng bonsai cây kiểng các loại nha quý cô chú anh chị. Dạ, hôm nay thì em trở lại với vườn mai của Mỹ Châu và chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình một số phôi mai vàng, phôi thanh nhãn với lại một số mai thành phẩm để mình lấy bo nhân giống chơi Tết 2024 luôn ạ. À, em xin phép được cho clip luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ, chỗ của Mỹ Châu thì mình có một số cây bạch mai nha cô chú anh chị, cúc thọ hương, lá cẩm thạch, siêu bông Sài Gòn, ghép gốc tứ quý, cúc siêu bông, giỏ bạch kim ha cô chú anh chị, bạch mai, đủ loại luôn ha cô chú, với lại một số phôi mai vàng với lại phôi tứ quý, bonsai ăn trái như là phôi thanh nhãn cũng có luôn ha cô chú anh chị ha. À, mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho Mỹ Châu luôn ạ. Rồi, em xin phép được chiêu clip luôn cô chú anh chị ha. Cây này cúc tri kỷ nè cô chú anh chị, hàng rất là già mùa luôn ạ. Hàng bonsai hết cô chú anh chị. Xin chào bà chủ ơi. Dạ, em chào cô chú anh chị. Hôm nay em có một số phôi mai vàng như phôi tứ quý như cô chú anh chị, với một số mai giúp cúc thành phẩm già mùa chơi Tết ha. Xin mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ha. Số điện thoại em là 0944383255 nha cô chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo ha. Cây đầu clip như cô chú anh chị là mã số 1 ha. Một phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Đó, nhỏ gọn dễ thương, hàng đúng sai nha cô chú. Đế đẹp. À, nhỏ nhỏ nhưng chứ quá trời bộ đế luôn cô chú anh chị. Đế nâu mà nó đều luôn nha. Dạ. Cây này cũng già cây lắm đó cô chú. Dạ. Phôi mai vàng hết cô chú. Dạ. Cao là 41. Hành là 20 nha cô chú anh chị. Chiều cao sẫm nơm là 21. Bình ND là được 82. Mã số 1 ha. Phôi mai vàng em giao lưu là giá 2 triệu mốt nha cô chú anh chị. Hoành thì không có lớn lắm nhưng mà khéo cây nha cô chú. Dạ đúng rồi. 2 triệu 100 ngàn. Rồi. Rồi. Mã số 2. Số 2 của chú anh chị, một cây tứ quý nha. Ghép với cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dáng trực tàn thông luôn á mấy cô chú. Phong cao ha. Phong cao luôn ha. Hàng này cũng nút nụ là mê luôn á cô chú anh chị. Mỗi nít lá luôn rồi nha. Chột ghép là nó đang nung đùi ớt luôn á mấy cô chú. Củ đế nở nha cô chú. Củ đế rồi. Yeah. Rồi em xin xá đo luôn ha. Dạ. Yeah. Hoành đây 28 nha cô chú anh chị. Yeah. Củ đế gọn đây em đo hoành là được 41 ha. Cái cao là khoảng 1m7 nha cô chú anh chị. Tán ngang 108. Yeah. Cúc thọ hương mà ghép với gốc tứ quý là đúng bài luôn. Tàn thông nha cô chú, cây này Tết chơi bông là vi vu luôn á. Em thấy nước nụ có nhiều lắm nha. Cây này già mùa, hai ghép trên hai mùa nha cô chú anh chị. Yeah. Rồi mã số 2 này em giao lưu giá 5 triệu 2 nha cô chú anh chị. Rồi 5 triệu 200 ngàn. Dạ. Cúc thọ hương ghép phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Cây phôm tàn thông luôn ha. Không cao ha, chỉ cần gót ngọn luôn. Đế có củ đế nở luôn. Rồi, đợi cây luôn ha. Dạ. Số 3. Số 3, một phôi tứ quý lùng lực, búp măng luôn ha cô chú anh chị. Rồi, cây này quá trời cái đế luôn, đế như ghế vừa. Dạ, quá đế nhiều mà. Cây nó sẽ mặn ha. Cứng nhắc luôn á cô chú anh chị. Dạ. Bậu nhiêu là đế nhiêu nha cô chú. Có củ nở đạt hết cân lắm nha cô chú anh chị. Nguyên đại đạt cứng luôn nha. Một cốt lên 5 tược luôn nha cô chú anh chị. Đó. Dạ. Rồi xin số đo 3 dòng luôn nha bà chủ ơi. Cao là được 39. Hoành là 32 hoành nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là được 44 nha. Mã số 3, 2 triệu 8 ha. Dạ 2 triệu 8, nguyên một bàn đặc cứng luôn. Cây này gió cây ấy, có lọc chủ luôn nha quý cô chú. Dạ. Rồi tứ quý, mã số 3. Xin giá luôn nha bà chủ ơi. 2 triệu 8 nha cô chú anh chị, mã số 3 tứ quý nha. Rồi 2 triệu 8 thôi. Rồi mình nói nha. Số, số 4. Một phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Dạ, mai vàng. Dạ. Lùng lực.
cái dáng nó duyên lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Cốt cành là lực dạ. lực không luôn ạ. À. Dáng hình thú ha cô chú anh chị. Cốt cành đều luôn ha, về mình đóng vô là mau chơi lắm ha. Thú này có cái bụng bự rồi đó cô chú anh chị. Dạ. Cao là được 65 của chú anh chị ơi. 65. Hoành em đo tại vị trí này là 44 hoành nha cô chú anh chị. Trên đầu cổ rễ nha. Dạ. Ngồi để em đo được 109 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 56. Phô mai vàng mã số 4 ha. Cây này em vô lưu giá 5.700.000 nha cô chú anh chị. Dạ 5.700.000. Cây này khéo cây nha quý cô chú anh chị. Cốt cành có á, mình đóng bo vô cá là chơi ha quý cô chú anh chị. Cây cành đều luôn ha. Hôm nay có cái lằn xương sống nhìn cưng. Để hai cái bể đùi nhìn cũng lực lắm nha cô chú anh chị. Cốt cành cũng lực luôn nha cô chú. Rồi 5.700.000 à. 700.000. Mã số 4. Dạ. Rồi mình đổi luôn nha. Dạ. Rồi số 5. Số 5 cô chú anh chị ơi, em vô luôn một phôi mai vàng cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình chơi cặp với số 4 luôn á cô chú anh chị. Dạ. Dáng nó cũng quái quái khéo cây luôn nha. Nó có cây gọng giữ xe này cũng khéo lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Giống con voi ha. Voi dảnh dòi luôn hả. Củ đế, củ đạt nở đấy cô chú anh chị. Gồng lực lắm ha. Cây này nó gom củ đế nhưng mà có rễ rồi nó cũng bỏ đều lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ thôi xin số đo luôn nha bà chị. Con voi mới chịu à. Hoành ngang đây là 37 hoành nha cô chú anh chị. Dạ. Cái cổ đặt đây em đo được 59.060 ha. Cao là được 70. Đường kính bầu là 52. Mã số 5 ha. Phô mai vàng em vô lô giá 6.500.000 nha cô chú anh chị. Dạ 6.500.000 nha mấy cô chú anh chị ha. Cây này cũng khá là khéo cây á cô chú anh chị. Nguyên một cái củ nở chà bá rửa luôn. Dạ. Nhà cũng có cái bệ đùi luôn nha cô chú anh chị. Dạ, mặt nào cũng đẹp hết nha. Ừ. Mình mặt bên đây cũng đẹp lắm nha. Tay cây này khỏi chê luôn quý cô chú. Dạ, anh chị. Không có thẹo giúp chỗ nào hết nha. Dạ số 5 6.500.000 nha cô chú anh chị. 6.500.000. Dạ. Dạ em đổi cây ha. Số 6. Số 6 của chú anh chị ơi, em vô lô một cây tứ quý ghép với cúc thọ hương của chú anh chị. Cây này ghép được hai mùa ha. Hồi tứ quý nè. Rồi nụ nụ là siêu nụ luôn á mấy cô dạ, chú anh chị. Nụ thì khỏi chê luôn. Cây này cũng một cốt dáng nó cũng hơi siêu siêu á nha cô chú anh chị. Thang lắc gọng chữ C nha cô chú anh chị. Cụ đế nở ha. Cộng rễ lực lắm nha cô chú anh chị. Em không có chồng vô chậu này em không có khai thác đế cho chị chú anh chị mình coi đế nó gom rồi đế nha. Dạ rồi xin số đo 3 dòng luôn bà chủ ơi. Hoành trên đầu cổ rễ 38 nha cô chú anh chị. Dạ cao bao nhiêu á cỡ 130 hả cô chú anh chị. Dạ, chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là khoảng 1m3 ha. Tán ngang là 112. Cái phơm số... tàn nó đều nha quý cô chú anh chị. Dạ. Lúc nụ là cô chú anh chị mình yên tâm ha. Em thấy mỗi nách lá luôn à. Dạ. Nụ đều luôn hết cô chú. Dạ. Mình vô lưu giá bao nhiêu ạ? Số 6 này em vô lưu giá là 11 triệu nha cô chú anh chị. Phôi tứ quý ghép với cúc thọ hương ha. Dạ. Chuẩn hai mùa. Cái này nồi đế dữ lắm nè cô chú anh chị. Rồi trên mặt chậu ha. Tặng luôn cây mai vàng luôn cô chú anh chị. Rồi đổi cây luôn ha bà chủ. Dạ. Rồi số 7 ha. Một cây tứ quý ghép với cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ cây này thì nó lùng lực hơn nha mấy cô chú. Mà tàn thì ấm tàn hết trơn luôn ha. Nước nụ là kẹo luôn rồi. Cây này chọc ghép cũng khá là to đó cô chú anh chị. Đế nôm mà nó gom rồi đế luôn nha. Cúc thọ hương ha, ghép được hai mùa nha cô chú. Dạ, xin sẽ ra luôn ha.
Dạ. Hoành trên đây em đo được 36 hoành chỉnh luôn ha. Củ đặt ở đây, hoành ở đây em đo được 42. Cao khoảng 112 nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 98 ha. Số mấy ta? Dạ số ta 7. Số 7 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu giá 10 triệu nha. Tứ quý ghép với cúc thọ hương ha. Dạ 10 triệu nha cô chú anh chị. Dạ. Chọc ghép là cũng cả bàn út của em ăn lên hết trơn á cô chú. Dạ. Dạ 10 triệu mã số 7. Dạ. Đã luôn nha. Dạ. Mã số 8. Số 8 cô chú anh chị ơi, em giao lưu một phôi mai vàng ghép với cúc chi kỷ ha. Cây này thì ghép được 4 mùa có hơn ha cô chú anh chị. Dạ hàng bonsai nha quý cô chú anh chị. Cây này mình để đầu bằng khách mà để cái đuôi cao cao xíu nữa là ngon lành luôn á cô chú. Ghép với phôi mai vàng ha. Chi kỷ thì hoa đẹp lắm nha cô chú anh chị, hoa dung luôn ha. Nhiều lớp cánh ha. Cây này mình ghép chỉ có 4 bông thôi mà chọc ghép cả ngón cái của em á nha cô chú anh chị. Bự hơn luôn ha. Cây này hiện tại thì đang ôm nụ khá là nhiều nha cô chú anh chị. Dạ. Chục kép thì to lắm á, cỡ ngón tay cái của em trở lên ha. Đế sẫm nơm luôn nha cô chú anh chị. Dáng chực luôn ha. Đế nơm mà đế đều quá cô chú anh chị. Dạ. Cộng ghế lực lực không? Hoành được 25 cô chú anh chị ơi. Dạ. Hoành đế rồi trên mặt chậu là 91. Cao là khoảng 100. Tán ngang là 104. Cúc chi kỷ mã số 8 em giao lưu giá 2.800.000 nha cô chú anh chị. 2.800. Cộng ghế bự bự luôn mà cô chú chị mã lên nha nghe trường. Bự ghê luôn. Số 9 ha. Số 9 em giao lưu một cây mai vàng ghép với bạch mai thái nha cô chú anh chị. Dạ, cái này cũng phơm tàn dù luôn với cô dạ. Chú anh chị ha. Cái bo nó già lắm mà nó đang có nút nụ hết trơn nha cô chú. Đọc ghép nó cũng cả bằng út luôn rồi nha. Cái phôi mai vàng dán trực đế nơm. Cộng gãy trà bá lửa không mà cô chú anh chị. Dạ. Phơm rồi đế luôn nha. Bạch mai thái thì hoa từ 8 đến 10 cánh, hoa to nha cô chú anh chị, cánh thẳng ha, nhị vàng ha. Cây bạch mai trong chậu chứ không phải kịch mai đứng nha cô chú. Dạ. Dạ, số nào bây giờ luôn nha bà chủ. Hoành em đo được 30 nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ, 30 ha. Tủ đặt ở đây em đo được 57 ha. Rồi đế rồi trên mặt chậu 82. Tới ngang 81. Cao khoảng 1m2 nha cô chú anh chị. Số 9 nha, bạch mai thái này, cây này em giao lưu giá 8.500.000 nha cô chú. Dạ 8.500.000. Dạ, cây này hoài lực lắm luôn nha cô chú anh chị, ghép khoảng 2 mùa có hơn rồi ha. Cái chậu ghép ở trên dạ. Này. To ghê luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Thôi thì khỏi chê luôn ha, đế khỏi chê luôn. 5 bo thôi mà tàn ấm tàn đều luôn nha cô chú. Dạ. Có cái bộ đế cũng khá là lực luôn nha. Dạ. Rồi, đợi canh bà chủ ơi. Dạ. Số 10 ạ. Số 10. Em giao lưu một cây mai vàng ghép với cúc chi kỷ nha cô chú anh chị. Này cho em còn gặp với cây số 8 á nha cô chú anh chị. Đó, cái này cũng cái mông tàn. Đều khủng tròn khó cái nấm luôn ha. Tàn tròn ha. Ghép cả 4 mùa nha cô chú anh chị. Dạ. Đang có nút nụ kim vô đều trên cô chú. Dạ. Này 4 bo thôi mà chụp ghép trà bá nữa dạ. Luôn. Thằng quái luôn. Cái này hoành này không có lớn mà khéo cây này cô chú này. Trời ơi, xin số 2 luôn nha bà chú. Hoành đây 16 thôi chú anh chị. Nồi đế được 59. Cao được 81. Tán ngang là 108. Mai vàng ghép với cúc chi kỷ mã số 10 em giao lưu là giá 2.500.000.
2,5 triệu nha cô chú anh chị, hàng bonsai luôn nha. Tết chơi bông vi vu nha quý cô chú, lúc nụ em thấy nhức nách luôn á cô chú. Nhức nách không? Vô đèn mỏi nách luôn nè. Rồi mình đổi luôn nha. Dạ. Chúc cơ bệnh. 11. Mã số 11 nha cô chú anh chị. Em vô lô một cây mai vàng ghép với cúc thọ hương ha. Ồ, cây này toàn lớn nha cô chú anh chị, dáng dạ trực luôn ha. Dạ, mùa lắm. Như cây dù vậy đó cô chú anh chị. Nó tàn dữ lắm, tàn luôn hả? Này mình muốn lấy bo thì cũng siêu bo luôn đó mấy cô chú. Mà chơi Tết thì ok ha. Mấy cái chậu ghép này có 3-4 mùa ha bà chú. Dạ đúng rồi, có 3 mùa có hơn ha. Cái này hơi đắt nha cô chú anh chị. Cái này có cái vô lên á. Bé thì nở hậu luôn cô chú anh chị. Bé chảy đều luôn á cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo luôn nha. Hoành 39 nha. Dạ, 39. Cái cao được 113. Tớ nghe cỡ 1,5 m nha cô chú anh chị. Cũ em đo cô chú anh chị tham khảo nha. Em đo được 55 nha. Đế rễ thì nó chảy đều nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Này chắc trong chậu 7 chậu 8 đó bà chú. Dạ. Chắc cả chậu 8 đó. Dạ chậu ghét thì cà bá luôn cô chú. Lúc nụ cây này ngon lành luôn cô chú anh chị. Bỏ hết lá luôn nha. Rồi xin giá luôn nha bà chủ ơi. Mã số 11 hả chú anh chị? Cây này em giao lưu giá là 8,5 triệu ha. Dạ, 8,5 triệu. Dạ. Rồi mã số 12. 12 cô chú anh chị ơi, em giao lưu một cây mai vàng ghép với cúc siêu bông nha cô chú anh chị. Lùng lực dốt ngọn nha cô chú. Cúc siêu bông, cây nốt nụ là siêu nụ luôn cô chú anh chị. Nụ là chùm chùm mà nó đặc kẹo luôn á cô chú. Dạ. Nghe kẹo. Mà nút nụ thì nó tròn do luôn ha. Cái này là cúc nha cô chú anh chị, hoa nhiều lốt cánh nha. Chào ghé rồi cỡ cúc đi mang lên nha. Cái phôi nó giót ngọn như bút măng vậy đó cô chú anh chị. Nó đế thôi nhưng mà cũng đế thôi. Dạ. Đế là cúc ha. Quỳnh đo được 43 tại vị trí này nha cô chú anh chị. Ở đây em đo được 52 tại vị trí này ha. Nụ dữ lắm, nụ luôn ha cô chú. Cao là được 100. Tán ngang là khoảng 110 có hơn ha. Phôi mà đều tàn luôn không biết cô chú anh chị, nút nụ là cô chú mình khỏi chơi luôn ha. Có mỗi nắp lá luôn. Chộp ghép là to lắm nha cô chú anh chị ha. Dạ. Hai mùa ăn lên ha, khoảng dạ. Tết này nữa khoảng 3 mùa nha cô chú anh chị. Phôi đẹp nha cô chú anh chị, lùng lực ha. Xin giá giao lưu luôn nha bà chú. Dạ, cây này mã số 12 em giao lưu giá 8,5 triệu ha cô chú anh chị. Cúc siêu bông ha. Cúc siêu nụ cũng là nó ha. Cúc thì nhiều lớp cánh cô chú anh chị. Hoa đẹp ha. Dạ, em đổi cây ha. Dạ. Mã số 13 em giao lưu một cây tứ quý ghép với siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ, dáng trực phơm cao tàn thông nha quý cô chú. Cái này mình ghép đủ chi đều tàn luôn hả? Dạ. Cái này em ghép mới có Tết giờ mà giờ nó lên nụ ha cô chú anh chị. Tết nay thì cũng có hoa chơi ha. Đang có nút nụ kim luôn rồi đó. Dạ đúng rồi, nụ mặt mặt thôi. Cái phôi tứ quý thì tay cành đóng điện dạ luôn hả? Củ đế nở luôn. Nó rồi. Không cao ha. Xin số đo luôn nha bà chú. Dạ. Quỳnh đây 37 hả chú anh chị? Dạ, 37. Củ đế nở đem đo 51.
cao 1m7 rồi chứ chị. Tán ngang 89. Siêu bông Sài Gòn ha, là hoa dảo nha cô chú anh chị. Hoa 8, 10 cánh, hoa to ha. Mã số 13. Cây này em vô lưu giá 6 triệu rưỡi ha. Cây này vừa lấy bo được mà vừa chơi Tết được nha cô chú. Em thấy nó dạ, đúng rồi. Rồi nha. Tết cũng có khá bông ha. Cái tược nó ra nhiêu là hoa nở nhiêu đó. Dạ. Khủng khiếp luôn. Nè. Nó có trời. Tại mình vô lưu giá nhiêu mà chú? Dạ, mã số 13, 6 triệu rưỡi nha cô. Cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn cái tóc tứ quý. Rồi mình nói luôn nha. Dạ. Mã số 14 nha cô chú anh chị. Cái này em Zalo một cây mai vàng ghép với cúc họ Hương ha. Quá hàng già mùa. Dạ. Cái này mình chưa có vô dây này, cái tạng thùm lùm luôn rồi đó cô chú anh chị. Cây này nút nụ là có hết luôn đó cô chú ha. Cái chột ghép ở trên này nó bệnh thì cả đá lửa luôn. Nó liền lạc luôn rồi nha cô chú anh chị. Đột ghép này là cỡ bằng cái ngón cái mình luôn á nha. Dáng này nó hơi siêu siêu nha mấy cô chú. Dáng này nở củ má luôn rồi. Quá trời cái củ nha. Mình tới chiếc này 35. Dạ. Tại vì chiếc này 40. Cao là khoảng cỡ 1m7. Dạ. Tán ngang là 105. Mã số 14. Anh lưu giá 6 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Mai vàng ghép với cúc họ Hương ha. 6 triệu rưỡi. Dạ. Cái này giờ mình lấy bo lại ghép được nguyên vườn luôn á cô chú. Đó, mình chơi Tết cũng vi vu luôn nha. Dạ. Dạ, ngoài nước nặng đúng lắm luôn á cô chú anh chị. Hai cái bo ghép ở trên này là nó lên liền rồi. Dạ. Dạ, 6 triệu 500 nghìn. Dạ. Số 14. Cây này cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị ưng ý cây nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0944383255 nha cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ em clip vừa rồi ha. Và em xin cảm ơn và mến chào ạ. Dạ rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thôi Thời Gian luôn ạ.